Đây là một bữa tiệc sushi khỏa thân. Cô gái đeo mặt nạ, trên cơ thể bầy đầy sashimi. Chủ tiệc hào hứng giới thiệu, một người khách ở xa nhìn ra điều bất thường. Anh ấy là bác sĩ, lặng lẽ đến gần sở mạch. Chủ tiệc vẫn hồn nhiên gắp một miếng sashimi. Ngay sau đó, cảnh sát nhận được tin báo chạy đến, bỏ mặt nạ của cô gái xuống, bất ngờ phát hiện một khuôn mặt đáng sợ. Đám đông kinh hãi, chủ tiệc nôn thẳng ra, hội trưởng đến từ Nhật Bản cũng ngất đi. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, hỏi từng người một. Pháp y bước đầu nhận định cô gái bị thắt cổ chết. Trong quá trình điều tra, cảnh sát được biết nạn nhân vẫn đang đi học. Nhận một bữa tiệc sushi khỏa thân có thể kiếm được gần 20.000 tệ, phải ở trong khách sạn trước 4 ngày. Người duy nhất có thể tiếp cận cô ấy trong thời gian này là bếp trưởng. Lúc này, một nam thanh niên đến gần đội trưởng cảnh sát. Anh ấy là một chuyên gia nghiên cứu về côn trùng. Anh lấy ra một cái chai nhỏ đựng một con sâu bướm, nói là tìm thấy dưới cơ thể của cô gái. Anh nói sâu bướm chỉ ăn rau chứ không ăn cá sống, chứng minh thấy xác chết đã từng ở một nơi rất gần rau. Lần theo manh mối này, cảnh sát tìm thấy dấu hiệu giày trong một kho bảo quản tươi sống. Những người có chìa khóa là quản lý trực ban và bếp trưởng, nhưng bếp trưởng đã chạy trốn. Cảnh sát xuân sẻ bắt được nghi phạm, bếp trưởng thẳng thắn thú nhận tại đồn cảnh sát. Chính vào buổi tập luyện đêm hôm trước. Cô gái đang nằm trên bàn, bếp trưởng lại nổi tính háo sắc. Ông gắp một miếng sashimi, run tay làm rơi vào người cô gái. Ông đã ly hôn hơn 10 năm, cuối cùng không kìm được. Cô gái sợ hãi bật dậy. Trong lúc hai người xung đột gay gắt, bếp trưởng đã vô tình giết chết cô gái. Ông vô cùng sợ hãi, muốn cược một phen. Ông ta giấu thi thể trong kho đông lạnh bảo quản tươi sống, bọc thêm màng bọc thực phẩm. Qua một đêm rồi chuyển ra, chỉ cần thi thể cô gái có thể làm được người mẫu bày tiệc thì sẽ không bị phát hiện. Ông ta lặng lẽ xử lý xác sau khi xong chuyện. Nhưng chân tướng có thật như vậy không? Cảnh sát phát hiện một số điểm đáng ngờ. Đầu tiên là khi còn sống, nạn nhân đã vay nóng trong trường. Kiểu vay này không cần đảm bảo, chỉ cần cầm chứng minh thư, chụp một tấm hình nude. Thứ hai, danh tiếng của bếp trưởng luôn rất tốt. Mọi người đều không tin ông có thể làm loại chuyện này. Nghi ngờ lớn nhất là bác sĩ pháp y phát hiện vết thắt trên cổ thi thể có vấn đề. Để nghiệm chứng, cô đã tìm Cảnh Thiên tới làm thực nghiệm. Thực chất đây chỉ là một thực nghiệm của pháp y. Kết quả đã chứng thực suy đoán của cô, nạn nhân chết không phải ở trong nhà kho mà là ở trong một chiếc xe hơi. Vậy thì rõ ràng là bếp trưởng đang nói dối. Rốt cuộc ai đáng để ông dùng cả sinh mạng bảo vệ? Đầu tiên, cảnh sát nghi ngờ học trò của bếp trưởng. Anh ta sống buông thả, hơn nữa dấu vân tay của anh ta xuất hiện trên chìa khóa của bếp trưởng. Nhưng anh ta đã biện hộ lấy chìa khóa chỉ để đọc tạp chí. Bếp trưởng lớn tiếng chửi học trò, nhưng ông vẫn khăng khăng. Tại sao ông ta lại muốn vội vàng bị kết án như vậy? Lúc này, bức ảnh cậu con trai trên tủ đồ của ông đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Vào lúc bếp trưởng tự sát được đưa đến bệnh viện, Lý Niệm, con trai ông, vội vàng trở lại. Cảnh sát đã sớm đợi anh ta trong bệnh viện. Sự thật không còn nói cũng đã quá rõ ràng. Bếp trưởng vừa thoát khỏi nguy hiểm nhìn bác sĩ, ông không còn cách nào khác. Bếp trưởng kề dao vào cổ ân nhân cứu mạng của mình vì muốn bảo vệ người quan trọng hơn. Ông bảo học trò lập tức đưa Lý Niệm đến sân bay để quay về Nhật Bản. Mọi hậu quả đều do ông gánh chịu. Lý Niệm chạy ra cửa nhưng bị Cảnh Thiên chặn lại. Anh lấy ra cái lọ nhỏ đựng một quả trứng côn trùng bác sĩ pháp y tìm thấy trong miệng của tử thi ngày hôm trước. Cùng lúc đó, các tay súng bắn tỉa bao vây bệnh viện. Lý Niệm không muốn nghe giải thích, lao ra khỏi cửa bệnh viện. Cảnh Niệm chạy theo và nói lý lẽ. Hóa ra nạn nhân đúng là bạn gái của Lý Niệm. Anh ta rất yêu cô, nhưng ham muốn vật chất của cô rất mạnh mẽ. Lý Niệm biết cô đi vay nóng và nhận khỏa thân cho bữa tiệc sushi thì rất tức giận, lập tức về nước tìm cô chất vấn. Không ngờ hai người càng cãi càng gay gắt, còn đánh nhau.
Trong lúc tức giận, Lý Niệm đã thắt cổ cô bằng thắt lưng. Khi bố đến, anh sợ hãi không biết phải làm gì. Ngay tức khắc, người bố quyết định nhận tội thay con trai mình. Lý Niệm tỉnh ngộ, vội vàng trở lại bệnh viện. Đây là một phần trong bộ phim truyền hình Phá án ăn khách, phá kén. Tình tiết những vụ án tiếp theo nói không chừng còn thú vị hơn, đừng quên đón xem nhé!